Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Chiểu thuộc thành phố Thủ Đức. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho khách hàng một căn nhà 1 trệt 2 lầu, sân thượng trước sau. Nhà này đúc 4 tấm. Căn nhà này nằm ngay tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, giáp với gần với cầu vượt Sông Thần, gần với đường quốc lộ 1K, gần với chợ đầu mối Thủ Đức. Căn nhà này hôm nay em giới thiệu có diện tích tả ngang 4, chiều dài 16m, được đúc 1 trệt 2 lầu. Căn nhà này đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà này có hướng đông bắc và có con đường phía trước rộng khoảng 8m. Đường này, căn nhà này nằm ngay giữa chợ nhé. Ở đây mình có thể mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán tất cả các ngành nghề này. Kế bên mình có spa này, rồi phở này, bún bò Huế này, một khách sạn này. Bên đây có quán cơm này, quán cà phê này. Ở bên đây có trường mầm non. Đây là trường mầm non nhé. Bên đây có quán lươn đồng xứ Nghệ luôn này. Kế tiếp bên đây mình có tạp hóa nhé. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Nhà ngay tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức nhé. Quý khách hàng nào có nhu cầu đi xem, alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Alo cho em, hẹn gặp em ngay ở cầu vượt Sóng Thần hoặc ngã tư Gò Dưa. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà đang kinh doanh buôn bán nhé. Đây ngay chợ này, quý vị thấy nha. Bây giờ đang là tầm gần 12 giờ trưa nên là nó hơi vắng. Nếu về chiều đường này đông nghịt luôn nhé. Kinh doanh buôn bán. Ở đây là mặt tiền trước này. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm 2 lớp cửa. Mặt tiền được chủ nhà ốp đá lên trên luôn. Và trên cùng chủ nhà lợp ngói Nhật nhé. Ngoài đây mình có cổng 4 cánh ở đây. Chủ nhà làm cửa sắt được hàn kiên cố nhé. Ở đây mình có thể chạy xe hơi vào trong nhà thoải mái luôn. Ngoài đây mình có một hè để xe Honda này. Phía trong mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha. Đây nha. Đây có nhôm sinh pha kiến cường lực trong suốt này. Phía trong mình có một bộ rèm chủ nhà đã làm sẵn rồi. Sàn trong đây được chủ nhà lót gạch bóng kiếng giả đá khổ 80. Đây có bộ niệm da cao cấp nhé. Nhà chính chủ xây ở, chưa qua đầu tư luôn nhé. Do nhu cầu công việc chủ nhà phải chuyển, chủ nhà mới xây ở được vài tháng thôi, chưa qua đầu tư luôn nhé. Một căn nhà rất là mềm. Quý vị nào có nhu cầu hãy alo nhanh cho Sơn để Sơn dẫn đi xem nhé. Vách bên đây được chủ nhà ốp lên tầm khoảng 1m này. Phía bên đây mình có bức tranh mã đáo thành công này. Phía trên mình là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ngay ở không gian phòng khách này nhé. Bây giờ di chuyển vào trong. Nhà chủ nhà thiết kế không gian mở rất là thông thoáng nhé. Cầu thang đi nép vào bên hông luôn. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, phối màu đen và trắng. Tay vịn gỗ sồi này và kiến cường lực. Ở dưới đây mình có tủ để đồ nhé. Và bên đây có không gian của phòng nấu ăn rất là rộng này. Ở đây mình có thể kê bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái này luôn nhé. Ở bên đây có một bức tranh đá này. Rất là đẹp nha. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Đây có khu bếp nấu ăn rất là rộng. Mình xem ở trên trước này. Trên đây có hệ thống trần chỉ thạch cao được chủ nhà giật 3 cấp. Có đèn chùm chiếu sáng ngay đây. Và hệ thống đèn led nhé. Tủ bếp được chủ nhà làm 2 dàn tủ gỗ sồi rất là đẹp. Rộng rãi tha hồ mình để đồ nhé. Vách được chủ nhà ốp kiến cường lực. Bên đây mình có không gian kê tủ lạnh cũng như tủ rượu bên đây nhé. Nhà này có tới 2 cái tủ rượu luôn. Nhà đã được chủ nhà hoàn công rồi nhé. Phía cuối mình đây có giếng trời lên trên này.
Đây là không gian giếng trời nhé, cuối căn nhà. Và đây là phòng vệ sinh ở dưới. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, phòng giặt, phòng thờ. Nhà có hướng Tây Bắc. Bây giờ mình di chuyển lên trên này. Đường thông thoáng nhé. Xe hơi đậu trước nhà còn đang rộng rãi này. Một chiếc ô tô nó đi qua vẫn vô tư luôn nhé. Bây giờ mình di chuyển lên trên. Quý khách hàng nào đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mình đưa lên cho quý khách hàng tham khảo nhé. Ở đây mình có một tầng lửng này. Tầng lửng này quý vị mình có thể làm phòng karaoke hoặc phòng khách. Nếu nhà mình đông người có thể làm thêm một phòng ngủ đây nhé. Đến đây mình có phòng ngủ đầu tiên và ở đây mình có phòng vệ sinh ở đây này. Đây có chậu rửa mặt xinh xắn này nha. Phòng ngủ đầu tiên này, có ban công trước này. Đây có gắn máy lạnh sẵn ở trên đây rồi nha. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 4, chiều dài 15, được đúc 1 trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Nhà này có hướng Tây Bắc, đang được chủ nhà kêu với mức giá là 5 tỷ 600 triệu đồng, còn được thương lượng trực tiếp với chủ nữa. Nhà này thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phòng ngủ thứ hai nhé. Cửa chính bằng gỗ sồi này. Bên đây mình có phòng ngủ thứ ba. Nội thất cơ bản rất là ok nhé. Tất cả phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Rất là rộng rãi. Bây giờ mình lên phòng ngủ thứ tư cũng như phòng thờ. Nhà Tam Bình, Thủ Đức, giá chỉ 5 tỷ 600 triệu đồng. Bên đây là phòng ngủ thứ tư này. Phòng ngủ nào cũng đẹp nhé. 4 phòng ngủ, 1 tầng lửng làm phòng sinh hoạt chung. Đây phòng kê máy giặt nhé. Và mình phơi đồ ở bên đây nhé. Bên đây có không gian để mình phơi đồ này. Phía sau chỗ này là giếng trời. Đây cũng có chỗ kia máy giặt thứ hai này. Nhà này hai chỗ kia máy giặt luôn thưa quý vị. Trước mình là phòng thờ, cũng như ở đây có một phòng vệ sinh đây nhé. Đây là phòng thờ phía trước này. Phòng thờ rộng rãi nhé. Cầu thang thoáng mát này, có giếng trời ngay đây này. Nhà này hai giếng trời luôn. Đây là ban công phía trước này. Một khu nhà cao tầng rất là đẹp nha. Đây. Đây buôn bán đa ngành nghề luôn. Đây là hai chung cư ở ba chung cư ở Thủ Đức nhé. Xe đang lưu thông này, của đây là quốc lộ 1A nhé. Quý khách hàng có nhu cầu đi xem hãy alo cho em. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.